Tôi đang ở tòa nhà văn phòng mới của chúng tôi. Trong văn phòng của tôi, tại chiếc xe Unibike, chiếc xe đầu tiên của chúng tôi có tiền tố Uni đã được chứng nhận ở Marina Gorka, Minsk, Moscow, Berlin, Singapore, Dubai và cuối cùng đã trở về nhà sau một chuyến đi vòng quanh thế giới như vậy. Có một logo mới của công ty ở lối vào tòa nhà 9 tầng của chúng tôi, đó là đêm giao thừa, nhân loại đang bước vào một kỷ nguyên mới. Những biến đổi đã diễn ra trong năm qua là rất lớn, và hôm nay tôi muốn nói đôi lời về việc chúng tôi đã sẵn sàng cho những thay đổi này như thế nào. Trước hết, tôi muốn nói đến chúng tôi là các kỹ sư làm việc tại Unisky String Technology cũng như tại các công ty khác của chúng tôi. Tôi tin rằng chính các kỹ sư đã tạo ra nền văn minh công nghệ của chúng ta theo cách mà chúng ta biết. Điều đó phụ thuộc vào chúng ta, các kỹ sư, liệu mọi người có thể tiếp tục sống trong điều kiện thoải mái, phát triển và sử dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ hay không? Hoặc có lẽ năm 2020 là sự khởi đầu của sự kết thúc và nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Tôi có làm ai sợ. Ngược lại, chúng ta sẽ thấy rằng năm 2021 có thể là một bước ngoặt trong lịch sử của nền văn minh. Và trong 50 năm nữa sẽ có thiên đường trên trái đất. Tuy nhiên, trước khi đưa ra những dự đoán như vậy, chúng ta hãy nhìn vào tình hình và phân tích nó, hãy đánh giá tất cả các tùy chọn. Như thường lệ, chúng tôi sẽ tổng hợp các kết quả. Chúng ta có cung cấp những gì trong những trường hợp này để tránh những biến động lớn và tạo ra một nền văn minh thực sự vĩ đại. Hãy xem các đồng nghiệp, kỹ sư của tôi đã làm gì trong năm qua. Dưới đây là danh sách 100 phát minh xuất sắc nhất năm 2020 theo tạp chí Time. Trong danh sách này có rất nhiều sản phẩm mới thực sự quan trọng có thể làm cho cuộc sống của mọi người dễ dàng hơn. Một thiết bị để kiểm soát nhiệt độ trong các tòa nhà, cho phép duy trì các điều kiện tối ưu trong cơ sở và do đó tiết kiệm năng lượng. Hệ thống thực tế tăng cường cho phép bác sĩ phẫu thuật nhìn thấy cơ thể con người như thể từ và thực hiện các thao tác phức tạp với độ chính xác phi thường, động cơ máy bay hydro. Hệ thống vệ tinh giám sát môi trường toàn cầu, một robot nông nghiệp với thị giác máy có khả năng phát hiện và loại bỏ cỏ dại trên đồng ruộng. Ngoài ra còn có những phát minh cho cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như xe đẩy cho trẻ em, thông minh và xe lăn, được trang bị động cơ điện và tất cả các loại cảm biến có thể phân tích môi trường và thích ứng với nó. TV có độ phân giải 4K dài chỉ 2cm và TV có màn hình có khả năng xoay dọc, thuận tiện hơn khi xem hình ảnh trong các ứng dụng di động. Может поворачиваться вертикально, делая более удобный просмотр изображений и мобильных приложений. Các mô hình thương mại đầu tiên của bộ xương ngoài ra còn có thể dễ dàng nâng tải trọng gần 100 cân, hệ thống tự động khử trùng bên trong máy bay, một sự phát triển có liên quan trong bối cảnh của đại dịch. Cuối cùng, danh sách cũng đề cập đến những phát triển rất cụ thể, chẳng hạn như vodka trưng cất từ carbon dioxide hoặc máy bay trực thăng cho các chuyến bay trong bầu khí quyển mật độ thấp của sao Hỏa. Hầu hết tất cả các phát minh này đều sử dụng một số công nghệ mới nhất định sẽ quyết định sự phát triển của ngành ở giai đoạn hiện tại. Которые определяют развитие индустрии на современном этапе. Ví dụ, tạp chí Forbes đã thống kê được khoảng 25 công nghệ như vậy. Chúng bao gồm trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, thiết bị đeo được và quần áo thông minh, công nghệ xử lý dữ liệu lớn, không gian thông minh, blockchain, công nghệ đám mây, thực tế tăng cường, cặp song sinh kỹ thuật số, giao diện giọng nói và bot trò chuyện, robot, thị giác máy tính. Vận tải tự động, 5G, chỉnh sửa gen, máy bay không người lái, an ninh mạng, máy tính lượng tử, in 3D và công nghệ nano. Đây chỉ là những điều cơ bản. Из основного все.
Không có công nghệ nào trong số này nhằm vào bất kỳ thay đổi cơ bản nào cho cách thức sản xuất và tiêu dùng hàng loạt. Trên thực tế, tất cả chúng đều giải quyết một số cải tiến cấp tiến cục bộ, chủ yếu chỉ trong lĩnh vực kỹ thuật số ảo. Nhưng thế giới của chúng ta, giống như bạn và tôi, chủ yếu là vật chất. Chúng ta phải ăn, hít thở không khí, mặc quần áo, có xe hơi, đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng hoặc của chúng ta dọc theo các con đường, vân vân. Chúng ta phải có việc làm, ngay cả trong lĩnh vực kỹ thuật số, việc làm cũng là hữu hình. Даже в цифровой сфере рабочие места, ну, также материальные. Стол, стул, компьютер. Bàn, ghế, máy tính, điện thoại thông minh, đường dây liên lạc, máy chủ, tòa nhà văn phòng hoặc ngôi nhà mà chúng ta đang làm việc không được làm bằng chữ số. Chúng được làm từ một chất đa dạng giống như toàn bộ cơ thể của chúng ta, bao gồm cả nhà sản xuất thông tin chính của chúng ta. Đó là bộ não, được sử dụng làm vật liệu xây dựng không phải từ hai chữ số 1 và 0, mà tất cả những vật chất phức tạp nhất bao gồm các nguyên tố hóa học của bảng tuần hoàn, không phải là các nguyên tố số. Vì vậy, một thế giới ảo nghèo nàn, đơn điệu và khốn khổ không bao giờ có thể thay thế được thế giới vật chất thực của chúng ta, một thế giới phong phú và đa dạng. Tất cả những công nghệ và phát minh về vật chất và thông tin này nhằm đạt được hai mục đích có liên quan lẫn nhau. Thứ nhất, nâng cao mức sống của con người bằng cách tăng khối lượng và chất lượng tiêu dùng, cả tiêu dùng vật chất và thông tin, gần đây với xu hướng về con số. Причем в последнее время с тенденцией сильного перекоса в сторону цифры. Thứ hai, tăng lợi nhuận bằng cách tối ưu hóa các quy trình sản xuất, cả vật chất và thông tin, một lần nữa với xu hướng thiên về chữ số. Rõ ràng, cả hai đều là mục tiêu ngắn hạn. Có lẽ trong thế giới hiện đại, nó không thể khác được. Trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, các kế hoạch thường được lập tối đa là 5 năm, trong những trường hợp đặc biệt thì 10 năm. Theo quy định, ở cấp nhà nước, thời hạn lập kế hoạch cũng không vượt quá thời hạn 10 năm, và điều gì sẽ xảy ra trong 10 năm, 20 năm nữa, khi có dịp yêu cầu, đó là câu trả lời truyền thống. Trước đây, cách làm này vẫn có thể hoạt động bằng cách nào đó, nhưng càng đi xa, mọi chuyện lại càng trở nên bất nhất. Với tốc độ công nghiệp tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên trên hành tinh của chúng ta, trong 10 năm nữa chúng ta có thể thấy rằng sinh quyển của trái đất đã bị phá hủy. Ngay cả ngày nay ở châu Âu cũng không có đất lành và nước sạch có thể uống được, không khí cũng bị nhiễm độc khắp nơi. Vì vậy, làm thế nào để tất cả những viên thuốc kỹ thuật số chữa được vết loét của nền văn minh và nạn của công nghệ được thiết kế để cải thiện được cuộc sống của chúng ta, điều mà các kỹ sư hiện đại đã tập trung vào? Có khả năng giải quyết các vấn đề toàn cầu của nhân loại, trước hết là vấn đề môi trường. Câu trả lời rất đơn giản, họ không giải quyết những vấn đề này theo bất kỳ cách nào. Do đó, điều quan trọng hơn là phải tìm ra giải pháp cho các vấn đề tối ưu hóa sản xuất và tiêu thụ nguyên liệu. Điều này sẽ làm giảm đáng kể quy mô ở ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, dân số của hành tinh cũng sẽ tăng lên và nhu cầu sẽ phát triển, cũng như ngành công nghiệp phục vụ họ. Cuối cùng, ngay cả với sự cải thiện của tất cả mọi người và mọi thứ vật chất trên thế giới, tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Vào năm 2020, với những biến động của nó, mọi người đều thấy rằng không cần thiết phải cải thiện thực tế không tối ưu và không chính xác đang tồn tại, mà phải thay đổi hoàn toàn mọi thứ một cách tối ưu và đúng đắn. Абсолютно все на то, что является оптимальным и правильным. Thành phố, nhà máy, xí nghiệp, nhà máy điện, đường xá, nông nghiệp, cấu trúc chính trị, thái độ với thiên nhiên và sinh quyển của hành tinh mà trên thực tế chúng ta đang sống, tất cả những điều này không được sắp xếp như nó có thể.
Trước hết, chúng ta cần thay đổi cơ sở hạ tầng giao thông và hậu cần hàng thế kỷ. Đó là những gì chúng tôi đang làm. Đồng thời, tất nhiên, những thành tựu của thời đại kỹ thuật số mà chúng ta cũng đang sử dụng một cách chủ động, không bị loại bỏ. Chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc phát triển hệ thống thị giác máy. Các yếu tố của nền công nghiệp 4.0, thực tế tăng cường, công nghệ đám mây và công nghệ xử lý dữ liệu lớn đang được đưa vào thiết kế và sản xuất. Hệ thống vận chuyển chuỗi của chúng tôi là robot và đáp ứng tất cả các tiêu chí của vận tải thông minh. Chúng có thể trở thành cơ sở cho việc hình thành cơ sở hạ tầng của các thành phố thông minh của tương lai, thành phố tuyến tính và Internet vạn vật. Chúng tôi sử dụng công nghệ blockchain để truyền và bảo vệ dữ liệu. Do đó, công nghệ dây là lĩnh vực mà trong đó các khả năng của công nghệ hiện đại được triển khai có ý nghĩa quy mô lớn chính thức. Và chúng tôi không giống như một tập hợp các đổi mới khác nhau chỉ nhằm đáp ứng những nhu cầu hạn chế của con người, trước hết là những nhu cầu mang tính chất giải trí. Những gì đang được tạo ra bởi công ty của chúng tôi, như bạn sẽ thấy, là một công nghệ cốt lõi, cơ bản, một công nghệ thay thế đơn giản là không tồn tại trên thế giới ngày nay. Thế giới chắc chắn sẽ sớm phải chuyển giao cho các hệ thống giao thông cấp 2. Dự đoán của tôi không phải lúc nào cũng chính xác về thời gian, nhưng mà các sự kiện nhất định sẽ xảy ra. Đã xuất hiện những tình huống mà không ai có thể lường trước được, kể cả tôi, cái gọi là bất khả kháng. Nhưng tôi không bao giờ sai về bản chất của các sự kiện, và mọi thứ tôi dự đoán đều trở thành sự thật, chỉ là sớm hơn hay muộn hơn một chút thôi. Ngoài ra, dự đoán của tôi về số phận của cơ sở hạ tầng giao thông trên hành tinh của chúng ta sẽ trở thành sự thật. Tôi hoàn toàn tự tin về nó. Mặc dù tôi sẽ không đặt bất kỳ ngày chính xác nào, tôi có một số lý do chính đáng cho sự tự tin này và tôi sẽ phát thảo một số trong số đó. 1. Không có khả năng cơ bản để loại bỏ các vấn đề của giao thông mặt đất hiện đại nằm ở cấp độ đầu tiên, tức là trên bề mặt trái đất. Được thể hiện đặc biệt trong quá trình cơ giới hóa hàng loạt và có liên quan đến thiệt hại môi trường toàn cầu khổng lồ và ngày càng tăng. Связан колоссальный и все возрастающий глобальный экологический ущерб. Второе. Hai, нhiều lợi thế của vận chuyển chuỗi so với các hệ thống hiện có về hiệu quả chi phí, an toàn, tốc độ, vân vân. Их эффективности, экономичности, безопасности, скорости движения и так далее. Đặc biệt, chúng ta có thể cứu hàng chục triệu sinh mạng con người khỏi bị lạc trên đường trong thế kỷ 21. Hàng trăm triệu người sẽ không bị tàn tật và quải quật. Сотни миллионов человек не станут инвалидами и калеками. Не будут сожжены. Hàng chục tỷ tấn nhiên liệu sẽ không bị đốt cháy và hàng trăm tỷ tấn oxy cung cấp sự sống sẽ không bị đốt cháy khỏi bầu khí quyển của trái đất. Живительного кислорода. При этом в качестве бонуса, đồng thời, như một phần thưởng, những người sử dụng đất trên tất cả các lục địa sẽ nhận lại được phần đất hiện đang bị chôn vùi dưới nhựa đường và tà vẹt. Đây là diện tích của 5 lãnh thổ Vương quốc Anh. Это площадь пяти таких стран, как Великобритания. Третье. 3. Ngày nay chúng tôi đã tạo ra nhân lực và cơ sở hạ tầng cần thiết để triển khai bán đồng thời các tổ hợp vận tải sáng tạo ở một số khu vực trên thế giới cần các giải pháp như vậy. Сразу в нескольких регионах мира. Испытывающих потребность в подобных решениях. На последнем Tôi sẽ тập trung vào vấn đề thứ hai một cách riêng biệt, bởi vì vào năm 2020, tận dụng thời gian tạm dừng kinh doanh khi thế giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus, chúng tôi đã đạt được những tiến bộ đáng kể ở đây. Chúng tôi đang bước vào năm mới với một công ty chuyển đổi hoàn toàn mới, dưới một thương hiệu công nghệ mới, với những kế hoạch, ý tưởng và cơ hội mới. Планами, идеями и возможностями. Ngày nay, chúng tôi có hai địa điểm trình diễn và chứng nhận, nơi chúng tôi giới thiệu cho khách hàng các giải pháp vận tải phù hợp với các điều kiện kinh tế và cảnh quan, khí hậu khác nhau.
Chúng tôi học thiết kế và học xây dựng. Chúng tôi đã tạo ra trường kỹ thuật của riêng mình trên các công nghệ dây của Unisky, hệ thống tương tác trong nhóm được gỡ lỗi. Một bộ giải pháp chìa khóa trao tay tiêu chuẩn đã được phát triển và thử nghiệm. Chúng tôi có một sản phẩm làm sẵn, hấp dẫn về mặt thương mại mà bạn có thể chắc chắn 100%. Một gói dự án chính mà chúng tôi đang thực hiện đã được hình thành. Chúng tôi đã chọn chúng từ một danh sách rộng hơn vì chúng hứa hẹn nhất về tình trạng và tất nhiên là về lợi nhuận. Sau tất cả, chúng tôi không quên rằng ngoài sứ mệnh môi trường, công ty còn có nghĩa vụ với các nhà đầu tư của mình. Họ sẽ nhận được thu nhập. Tôi phải nói rằng trong quá trình làm việc để tạo ra sản phẩm của chúng tôi, hệ thống vận chuyển dây, phần lớn sản phẩm đã bị loại bỏ và chìm vào dĩ vãng. Chúng đã trở thành đóng vai trò trong lịch sử hình thành công nghệ. Ví dụ, sản phẩm đầu tiên của chúng tôi còn xa với sự hoàn hảo, Unibike, hiện đang đứng trong văn phòng của tôi và sẽ thật kỳ lạ nếu đó là một số khách khác. Như thể Ford vẫn sẽ tung ra Model T đầu tiên của mình cho đến bây giờ, và tủ sách bay của anh em nhà Wright sẽ được sử dụng trong ngành hàng không. Sau khi thử nghiệm hơn 10 phương tiện cơ bản khác nhau, chúng tôi đã đi đến sự cân bằng, lấy từ mỗi mẫu những gì tốt nhất mà chúng tôi quản lý để triển khai trong đó. Bỏ đi mọi thứ mà bản thân chưa thể hiện một cách tốt nhất. Những phương tiện mà chúng ta đang thiết kế và lắp ráp ngày nay sẽ chở hành khách trên những tuyến đường thương mại đầu tiên, hoàn toàn khác, chỉ có sơ đồ nguyên lý là không thay đổi. Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa rằng chúng tôi đã dự định đạt những dự án lớn sớm hơn nhiều trong năm 2018-2019. Họ nói, nếu bạn muốn làm cho Chúa cười, hãy nói với ông ấy về kế hoạch của bạn. Lúc nào cũng có trở ngại, đồng thời những cơ hội mới mở ra. Đức Chúa Trời có kế hoạch của riêng mình và tất cả mọi thứ đều có thời hạn của riêng chúng, và vận chuyển chuỗi chắc chắn nằm trong các kế hoạch này. Vì vậy, vào một thời điểm nhất định, chúng tôi đã mang công nghệ của mình đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Việc xây dựng khu phức hợp đường sắt dây đầu tiên ở thành phố Sharjah và với tất cả cơ sở hạ tầng giao thông và hậu cần cần thiết cho giao thông đô thị đã được hoàn thành vào năm trước. Khu phức hợp đô thị mới được xây dựng là một phần của nền tảng đổi mới cơ sở hạ tầng và giao thông lớn hơn mà chúng tôi đang tạo ra trên lãnh thổ của tiểu vương quốc này. Và công viên nghiên cứu công nghệ và đổi mới tại Đại học Hoa Kỳ ở Sharjah, các dự án khác mà tôi đề cập đang ở giai đoạn hoàn thành khác nhau. Còn quá sớm để tiết lộ thông tin chi tiết về chúng. Chúng tôi chỉ có thể nói rằng ngày càng có nhiều người trong số họ. Sự quan tâm của khách hàng cũng ngày càng lớn. Điều này bắt đầu xảy ra giống như một trận tuyết lở. Đại dịch năm 2020 đã làm trầm trọng thêm các vấn đề của nền văn minh đã nung nấu từ lâu. Đối với nhiều người, chỉ bây giờ do hoàn cảnh đã phát sinh. Những câu hỏi mà cá nhân tôi đã tự hỏi mình hơn 40 năm trước đã trở nên phù hợp. Đến đây, chúng tôi đã có câu trả lời và giải pháp cụ thể. Ví dụ, trước đó khách hàng muốn biết toa xe của chúng tôi có thể chứa bao nhiêu hành khách. Logic truyền thống quy định rằng càng nhiều thì càng tốt. Bây giờ họ muốn những chiếc xe có sức chứa bên trong nhỏ, chỉ từ 4 đến 6 người, cho một gia đình giống như một chiếc xe thông thường, chính xác những gì chúng tôi đã triển khai. Mặc dù chúng tôi đã sản xuất các khoang cho 25 và 48 hành khách, nhưng theo quan điểm toàn cầu, các điểm dừng công suất nhỏ sẽ không chỉ an toàn hơn từ quan điểm dịch tễ học. Не только более безопасны с эпидемиологической точки зрения. Việc sử dụng chúng sẽ làm tăng tính linh hoạt và khả năng thích ứng của dịch vụ hậu cần, cải thiện sự thoải mái vì mỗi hành khách sẽ có không gian cá nhân trên phương tiện công cộng, điều mà cả tàu hỏa, xe buýt, xe điện hay máy bay đều không thể nào cung cấp. То, что не может дать ни поезд, ни автобус, ни трамвай, ни самолет.
Đồng thời các nhà ga có thể được làm với kích thước nhỏ và cấu trúc đường ray có thể được làm nhẹ hơn so với yêu cầu của đầu máy công suất lớn. Требует подвижной состав большой вместительности. Вот чем больше вместительность, тем тяжелее, тем будет дороже и сложнее путевая структура. Nói chung, một hệ thống như vậy là hiệu quả hơn và kinh tế hơn. Và một lần nữa, điều đó đã rõ ràng đối với tôi từ rất lâu trước đây. Nó chỉ trở nên rõ ràng với hầu hết khách hàng bây giờ. Và cho đến nay, họ sẽ không tìm thấy các ưu đãi khác như của chúng tôi trên thị trường. Vì vậy, họ đến với chúng tôi, tới tòa nhà này, tới văn phòng này. Có một lý do khác, có lẽ là quan trọng nhất, khiến tôi tin tưởng vào sự chuyển đổi tất yếu và sắp xảy ra của hệ thống vận tải và hậu cần toàn cầu. Vận tải bằng dây là một phần của chương trình toàn cầu, giải pháp thay thế cho ngày nay chỉ có thể là các loại kịch bản tự sát khác nhau cho nền văn minh. Ví dụ, ý tưởng về việc thuộc địa hóa sao hỏa với mê sảng, trong niềm tin tưởng sâu sắc của tôi, một số người Mỹ công khai tuyên bố rằng họ mơ được chết trên hành tinh xa lạ và thù địch này. Chỉ không va về vào bề mặt trái đất khi có tàu vũ trụ hạ cánh với vé một chiều trị giá khoảng 1 tỷ đô la. Tôi tin rằng với sự trợ giúp của công nghệ dây, thay vì tàu vũ trụ, sẽ hiệu quả và hợp lý hơn nhiều để phát triển lục địa thứ 6 của chúng ta, Nam Cực. Ít nhất có không khí trái đất ở đó có thể thở được, nước trái đất có thể uống được và thức ăn của trái đất có thể ăn được. Tất cả những điều đó trong suốt 4 tỷ năm tiến hóa của sự sống đã hình thành nên sinh quyển của hành tinh trái đất và trên thực tế là dân số loài người. Không thể tách rời khỏi sinh quyển và nhân tiện không phải là phần quan trọng nhất của nó. Một ví dụ khác về hoàn cảnh mà năm 2020 đã chứng minh và điều mà đa số từ chối cho đến nay, các vấn đề môi trường chẳng hạn như đại dịch và biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia. Связанные с экологией, такие как пандемии и изменение климата, касаются всех стран. Tất cả chúng không có ngoại lệ, giàu và nghèo, phát triển và đang phát triển. Điều này có nghĩa là các mục tiêu và lợi ích của tất cả các quốc gia cũng nên chung, không phải như bây giờ khi mỗi người đều vì chính mình. Khi nó trở thành tiêu chuẩn để bỏ qua lợi ích của người khác vì lợi ích của cá nhân riêng bạn. Tôi bắt đầu nói về điều này 40 năm trước. Hành tinh trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta, thậm chí không phải là một ngôi nhà, mà là một căn phòng lớn, nơi thậm chí không có vách ngăn. Và nếu chúng ta không học cách sống trong một cộng đồng như vậy với hàng triệu loài sinh vật sống khác quan trọng hơn đối với sinh quyển hơn là chúng ta, và tiếp tục giết chúng bởi 30.000 loài hàng năm, и будем продолжать их убивать по 30.000 видов ежегодно, вдумайтесь в это. Như bây giờ thì rất nhanh chóng chúng ta sẽ chết một trong những loài sinh vật sống mà chúng ta đã giết. Один из видов живых организмов убитых нами же. Как и плесень чашки Petri. Giống như nấm мох trong đĩa Petri chắc chắn sẽ chết. Đã ăn hết nguồn tài nguyên có hạn và làm ô nhiễm không gian hạn chế với sự lãng phí của cuộc đời nó. Đây là một ví dụ khác mà tôi thường trích dẫn. Это еще один пример, который я очень часто привожу. Cơ sở của nền kinh tế hậu công nghiệp hiện đại, ở đó chúng ta thấy vai trò nổi bật nhất của sản xuất thông tin và tiêu dùng của nó vẫn là sản xuất vật chất. Все же является материальное производство. Это электроэнергетика. Đó là các ngành công nghiệp năng lượng điện, giao thông vận tải, nhiên liệu, hóa chất và hóa dầu, luyện kim, cơ khí, sản xuất nông nghiệp, vân vân. В конце концов, сельскохозяйственное производство, ну и так далее. Ngay cả khi tối ưu hóa tối đa bằng cách sử dụng tất cả các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến nhất, sản xuất vật liệu như vậy không thể không có chất thải. Và nền văn minh không thể phát triển nếu không tăng sản lượng. Về cơ bản, các giải pháp kỹ thuật mới là cần thiết. Cần phải phân chia sinh quyển và công nghệ, chuyển giao kỹ nghệ ra ngoài vũ trụ và để lại hành tinh cho tự nhiên và con người. Оставить для природы и для человека.
Điều này sẽ cho phép tôi thực hiện một phát minh khác của mình liên quan đến vận chuyển chuỗi như một phần của chương trình toàn cầu nhằm biến đổi thế giới mà tôi đang nói đến. Đây là phương tiện hành tinh chung. Giao thông chuỗi, các thành phố tuyến tính được xây dựng dọc theo các tuyến đường tốc độ cao, phương tiện hành tinh chung và ngành công nghiệp vũ trụ. Общепланетарное транспортное средство и космическая индустрия. Điều đó sẽ giải quyết tất cả các vấn đề môi trường và mang lại cơ hội cho sự phát triển không giới hạn của nền văn minh trong hàng nghìn năm tới. Theo tôi, đây là một mục tiêu xứng đáng cho toàn thể nhân loại, và tôi không thấy một chương trình nào khác xứng đáng hơn hoặc thậm chí chỉ ngang bằng về tầm quan trọng. Tất cả những gì mà con người có thể đạt được từ trước đến nay, tất cả những thành tựu của khoa học kỹ thuật, chính trị, kinh tế và thậm chí cả nghệ thuật đều có ý nghĩa và ý nghĩa trong đó. Suy cho cùng, nếu loài người không có tương lai, thì sự bất tử của những người tạo nên những kiệt tác vĩ đại sẽ không đáng một xu, và tất cả chúng ta đều là cát bụi trong vũ trụ. Nhưng nhờ chương trình sáng tạo của chúng tôi có thể tránh được số phận đáng buồn này. Tôi tin chắc rằng giữa sự sống và cái chết, con người sẽ lựa chọn sự sống. Vì vậy, chúng ta đang tiến gần hơn mỗi ngày với tương lai tươi đẹp này, nơi con người sẽ sống hài hòa với thiên nhiên. Tôi xin chúc mừng tất cả các bạn năm mới sắp đến và một bước tiến mới trong tương lai này. Chúc mừng năm mới 2021. С новым 2021 годом!